Kính chào quý khán giả. Bắc Bộ tiếp tục nằm sâu trong khối không khí lạnh có cường độ mạnh nên đêm nay trời vẫn duy trì tình trạng rét buốt với nhiệt độ thấp nhất chỉ phổ biến ở mức từ 12 cho đến 14 độ, vùng núi có rét đậm rét hại với nhiệt độ chiều ngưỡng từ 9 cho đến 11 độ. Trưa chiều mai mây mỏng hơn, ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có khả năng hửng nắng, vì thế mà nhiệt độ có xu hướng tăng dần lên ngưỡng từ 16 cho đến 19 độ, vùng núi sẽ dao động từ 13 cho đến 15 độ. Cũng tương tự, khu vực Bắc Trung Bộ chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu chậm nên chỉ có mưa ở một vài nơi và nhiệt độ ngày mai có xu hướng tăng nhẹ lên ngưỡng từ 18 cho đến 19 độ. Trong khi đó, đới gió đông trên cao vẫn duy trì trên khu vực Trung Bộ và phía Bắc khu vực Nam Trung Bộ nên mưa vẫn tiếp tục xảy ra, mưa vừa, một số nơi có thể có mưa to. Nhiễu động gió đông trên cao hoạt động yếu đi nên mưa ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng giảm nhanh. Thời tiết chuyển sang trạng thái tốt với đêm ít mưa, ngày trời có nắng. Nhiệt độ trưa chiều mai tại Tây Nguyên phổ biến trong khoảng từ 26 cho đến 28 độ, còn với các tỉnh thành Nam Bộ, nhiệt độ dao động từ 29 cho đến 31 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, quần đảo Hoàng Sa tiếp tục nằm sâu trong khối không khí lạnh nên trời không mưa. Gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Còn tại vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác khiến cho tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km. Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, gây biển động. Và phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo chi tiết cho các tỉnh và thành phố trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.